Yang ti hai ba ve. Yang ti hai un ve. Loi rin po ta un no. Lo ma o ke lok chong ni kin na kong luot ni ke ya ni na un nai. Piep chu di. Lo un ja ngoi tan thu tan ka chle mi ro de tam rat men ngai qua ye. Ban mai te un nam ti ngai ba mai ke pa ti. Có bán ra mạch tơ ra rồi đó nghe bài thế là mạch tơ máng rồi có bán chiến quay tàu nổ cái rồi bạn hải tơ ủ đình nhỉ bầu răng là bon ra ơi năm nay mưa xó lắm nô lô thi lơ tất lô thi lơ cần lại con châm câu phong châu chẳng mày thổ phân nhiều người rủi ro nhà thì vật cái vật còn vật trong vật vỡ vật ổn vật pa ngậm ma thường xót cỡ ni do phơi mưa xó hay là thiên nhiên là bon ra ơi con mình vung núi vung đôi người thì mạnh khỏe nhưng mà vật na tâm na bổ ý chia cho na thì ta oanh lại con vẫn tỷ là bon ra ơi trách phơi bỏ tê cỡ la bao nhiêu cộng sức la na tê ăn chẳng may cơn bão mưa to cướp người cướp của cướp tỷ mua mang làm cho dân đói dân nghèo cuộc đời cực khổ bao la khó khăn là bon ra ơi bà ơi đi hại thế qua giờ nó ló mình chín ra. Ôi, đó là một con tôm cạo rồi là. Tới họ bà ôn ơi, họ cần làm việc quá. Chứ ở chỗ cưới chồng mà tì nó chẳng cách vơ mất răng nó phải niền phai. Bầu răng là ùn da ơi, thân mình bỏ khô cởi la, cả cặn phai dân tâm ăn phí ni. Bộ tha y cũng tha rồi, ùn toan ùn chủ mà thôi. Cho rèn chẳng mắt tâm ăn tơ minh, cái thi chăm cũng chăm cả. Con thi nhẹo nhóc tựa thi tuây ăn. Cái thi lo chín tây tôn ùn nơi, một tay mang hải một vai mang tạm, khi chơi mưa gió cũng phải ha rưng, kiềm vàng kiềm tắc về mới có ăn. Lại con hết cuối bon nơi, cái chỉ cũng phải tinh thần mình ni. Biết rằng nên nói thế này, cũng chẳng bước về cửa ni làm chỉ nó bon ra ơi. Vô răng là mang ra ơi, bởi hi vi đất nước chưa yên, cho nên ta phải thức sớm dân khuya thế này là mang già ơi. Khô quá vậy, họ làm ủn chủ khô lắm rồi, này chẳng mà hả cứ việc chỉ nốt chứ này con nằm cái clan đi tao ở đó giờ có ủn vai giờ cứ tơ bây giờ đơ giờ tiền thường mấy. Ăn rồi thì rồi chẳng phải tạm miền thì
Vì mai lên rõng mình thì hại thôi mình rõng. Vậy là cơm thì chẳng rậu này. Ừ, cơm thì rồi. Có kiêng chi chẳng. Kiêng lên rõng thì mình mới là thọc tác thọc vặn mới làm. Ừ, nhưng không có cái chuồn đó. Cái chuồn lên nó tao ủ là. Ừ, tao tôi sẵn khô thì sứa bà. Ừ, đó, ủa chẳng có sẵn mà tôi à. Ừ, chứ mà hào hò mà lếp. Tì thì tì mình rặn lên tiếng cột mình nó thấy đấy mang lên tiếng rõ rặn quá đấy chẳng ăn hại ăn ló nọ. Ơi đó nó làm cái về luôn chị rồi chả là này chả đến bị nó buộc ấy. Đồ đáng đi chùa không ấy có gì đồ gì chùa. Chùa đồ gì đâu con vậy ăn hóa mai như vậy. Ôi ơi giờ nó có làm hai cái đồ ấy nhà đồ nhà làm gì với tao là nó cứ đỡ dùng gì nữa vậy. Vừa rồi mày đứt tê cho mấy cháu là tính làm mai cho nhà nhà ăn cho họ mai cho bị nó làm quá cho chẳng làm không chẳng cứu thôi cả cái canh đi bà mình còn là tiếng hoa với cái ngon là ông mà nó phải ăn đi ăn cái chi nhưng mà hỏi là một con như nào ấy bà đang tê nhiều quá ấy chị tê nhiều rồi ngồi xuống đây mà từ mang ta mang cả một đồ ăn về con đâu phải tủ như thế làm ai nào chẳng chiếu mà nọ đấy bỏ cái nào ăn biết cái gì ăn được chưa nó mà bực quá thôi chiều cả chiều quan cho nó ăn nó họ cho nó phăng 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 phăng
Thì chớ về mà thì tiếng nghỉ rồi mà chẳng có nhạy ở nhìn đi. Ôi mà mặn quá, cầm mọc ủ lên đi rồi cho mạo hoài xăm mọc việc ạ. À ôn gia ơi, hôm nay đi chợ mua hàng nhầm đường lạc lối, anh thì vào đây gặp em thưa xã thưa đang cho anh xin hỏi út nàng một cậu tên là làng tên xóm là chị, xin em chiên rõ để anh to tương là út gia ơi. Cậu răng là mang gia ơi, cảm ơn cậy tấm lòng cha ngoài thăm quê quán ủn nang bao luôn quê em đất tô vua hùng phủ so la tinh huyền la tần sơn con như cây lang cây xóm anh nhời ru ngát lá xa xóm la con hàn mang gia ơi. Tên là làng tên xóm mắt ru hì con như tên uốn tên là tên chị. Mặt trời bồ bóng cây bụi, tên em chính thức là bụi thi hương mang gia ơi. Tên là hương thốt lắm đẹp mà lung, ước chi anh được để lung tên hương là ồn gió. Anh chẳng phải mơ phải ước, anh nhời chân em bước lại để ngồi gần anh rồi mang gia ơi. Ngồi gần em hỏi thăm liền, hỏi thăm quê quán anh hiền ở nọ mang gia gió. Quê anh xa lắm xa luôn, cách trăm cân số cách nhà nghìn còn sống là ổn hay. Yêu nhau chẳng quan đường dài, mấy sông cũng lối mấy điều cũng qua, để em hỏi tiếp anh nhời hỏi thăm tên tuổi anh là tên chị cho mang già gió. Từ ngày cha mẹ sinh ra tắt tên tắt thuôi anh là tên lòng là ồn gia ơi. Tên lòng trốt lắm đẹp nông, vừa cao lòng giọng vừa lòng ồn ưa mang gia ơi. Mặt là trời đã sẽ về chiều, mình xin dừng thiện dừng lời ở đây. Em mà về anh dẫn đôi cậu sông sầu chớ lối đó ở đây đứng đi. Bây giờ anh bé gió lạ cầm đầy, ngày mai ta cứ chôn nay ta trời là ồn gia ơi. Cảm ơn cậy tấm lòng trang, con thương nhận nhu ồn nang cảm ơn. Em về sông sâu em
chẳng lối đó đây, em cũng chẳng đi nọ mang cha ơi. Em mà về anh dặn một khi đêm khuya thanh vắng chớ đi một mình, trong sâu cả lăn biết tầm phải duyên trong vỡ ngàn năm, anh chớ trong sâu cả lăn về bờ cả lăn mặc lăn ta chớ lấy nhau là un gia ơi. Anh về em chẳng cho về, hẳn thầy kêu lại để ngồi hát chơi ra mang gia ơi. Thank you.